Em chào các anh, các chị, chào toàn thể các bạn. Mẫu chậu nhà em về nhiều rồi nhá các anh, các chị nhá. Túi vải trồng cây nhà em cũng về rất chi là nhiều, nhiều kích cỡ ạ. Anh chị nào mà có nhu cầu về túi vải, về chậu thì ủng hộ cho em Nhung nhá. Cái chậu này thì em bán cỡ từ E260 đến E350 nhá. Đây này, chậu này này. Ngoài ra em còn có những cái chậu vuông như thế này. Cái kích thước này là 36-32. Mẫu này còn có kích thước là 48-44 nữa. Đây em còn mẫu chậu nhựa cứng này nữa. Đây là mẫu chậu lục giác. Lục giác L21. Trồng cái hoa hồng thực ra là vào một cái chậu như thế này đã là rất chi là vừa vặn xinh xắn rồi. Những cái gốc hồng bụi ấy, thì cái chậu này rất chi là đẹp nhá. Ngoài ra em còn về cái mẫu lục giác chúc mừng năm mới. Rộng 40-05. Cao 39-5. Cái mẫu này cũng rất chi là đẹp. Những anh chị nào mà dùng cái trồng cây to thì có thể dùng cái lục giác 23 này. Một cái cạnh này của nó là 23. À không, phải đến 32. Nhầm, 32. Em rất nhiều mẫu chậu đẹp nha. Các anh các chị có thể lựa chọn và chụp hình lại ebook cho em. Đây là hàng loe này. Đây là hàng tròn nhỏ này. Hàng vuông trắng nữa. Như những cái này thì làm của mốt năm ngoái rồi. Đây, năm nay là cái dòng xoắn này. Mẫu chậu cao này. Rất đẹp các anh các chị nhé. Lục giác. Phúc lộc thọ, phát lộc phát tài. Vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Cái video ngắn vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua những cái mẫu chậu mà em vừa cho về để phục vụ cho các anh các chị trồng hoa chơi Tết vào Tết 2021. Xin cảm ơn các anh các chị đã luôn ủng hộ cho cây giống hoa hồng nhé. Xin chào các anh các chị và hẹn các anh các chị ở những video lần sau ạ.